Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình hội thoại qua radio tiếng Việt hàng tuần của hạt Santa Clara. Trong tuần qua đã có một số biến chuyển và nhiều thông tin mới trong quận hạt của chúng ta. Hôm nay, Thế Hiển, Kim Khánh và Như Hạnh cũng xin được mượn làn sóng này để chia sẻ những cập nhật của quận hạt. Chúng tôi ước mong sẽ giúp quý vị theo dõi những sinh hoạt trong cộng đồng, cũng như hiểu rõ hơn về COVID-19 và các biến thể, về tình hình hiện tại trong quận hạt của chúng ta, các lệnh y tế mới và các biện pháp cần thiết giúp tự bảo vệ cho chính bản thân cũng như cho người xung quanh để được an tâm hơn. Và sau đây, xin mời Thế Hiển chia sẻ bản tin đầu tiên về tình hình COVID-19 trong quận hạt. Trong tuần qua, các nhà khoa học đã tìm thấy biến thể BA2 bắt đầu xuất hiện trong quận hạt Santa Clara và lo ngại rằng biến thể này có thể sẽ dẫn đến số trường hợp nhập viện và tử vong tăng trong những tuần lễ sắp tới. Các nghiên cứu cho thấy biến thể BA2 sẽ lây lan nhanh hơn ít nhất 30% so với các biến thể trước đây, nhưng biến thể này sẽ không gây ra bệnh nặng hoặc phải nhập viện đối với những người đã được tiêm ngừa đầy đủ. Việc tiêm ngừa đầy đủ đã giúp ngăn ngừa biến thể Omicron BA1 và sẽ tiếp tục là việc làm hữu hiệu để ngăn ngừa biến thể BA2. Tỷ lệ cao của người đã được tiêm ngừa trong các quận hạt vùng Bay Area cũng sẽ giúp ngăn chặn làn bùng phát có thể xảy ra của biến thể mới này. Mặc dù có những lo lắng về biến thể BA2, trong tuần qua, số trường hợp nhiễm bệnh và nhập viện vì COVID-19 trong quận hạt vẫn tiếp tục giảm và đang ở mức độ thấp. Hiện tại, quận hạt chưa có lệnh mới để đối phó với biến thể BA2, nhưng tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ các cư dân nên mang khăn che mặt bên trong nhà để ngăn ngừa sự lây lan của biến thể này. So với lúc khởi đầu của dịch bệnh COVID-19, quận hạt chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh hơn trước đây. Chúng ta đã có thuốc tiêm ngừa, có liều hỗ trợ, được xét nghiệm dễ dàng, có đầy đủ khẩu trang ở mọi nơi, có nhiều thông tin hướng dẫn những điều cần làm để bảo vệ chính bản thân và người xung quanh. Địa điểm tiêm ngừa tại nông trại Emma Bruce Farm sẽ đóng cửa bắt đầu ngày 31 tháng 3 năm 2022. Quận hạt vẫn tiếp tục cho tiêm ngừa COVID-19 tại Story Road Service Center 1775 Story Road, Suite 120 vào mỗi thứ năm từ 12 giờ trưa tới 7 giờ tối, mỗi thứ sáu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối và mỗi chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi người trong chúng ta, ai cũng đều có lúc gặp phải tình trạng nguy cấp. Tuy nhiên, đối với nhiều cư dân trong vùng thung lũng Silicon, mỗi ngày trôi qua là một thử thách để có được sự ổn định và độc lập về tài chính. Khi có trường hợp nguy cấp xảy ra, họ cần biết có thể tìm đến đâu để được giúp đỡ. Mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp Emergency Assistance Network gồm có nhiều cơ quan trong hạt Santa Clara cung cấp các dịch vụ khác nhau để giúp ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, rủi ro bị mất điện nước và thiếu thực phẩm. Mục đích của mạng lưới này là để giúp cho cư dân và gia đình ổn định được cuộc sống trong thời gian khó khăn và có thể trở lại cuộc sống tự chủ. Các dịch vụ gồm có được một lần giúp trả tiền thuê nhà hoặc tiền vay nợ nhà hàng tháng, giúp trả tiền đặt cọc mướn nhà như một phần của chi phí dọn nhà, được một lần giúp trả tiền tiện ích, có thông tin và được giới thiệu ngay tại địa điểm cho các chương trình, chẳng hạn như Medi-Cal, CalFresh, Food Pantry, v.v. Các dịch vụ khác gồm có phân phối thực phẩm, mở và theo dõi hồ sơ, huấn nghệ, hỗ trợ tìm việc làm, các chương trình tiện ích cho gia đình có thu nhập thấp, chăm sóc trẻ sau giờ học, dụng cụ học tập và cặp sách đi học, hỗ trợ cựu chiến binh, hỗ trợ tìm nhà ở
và các dịch vụ tạm trú. Hạt Santa Clara vẫn tiếp tục các vụ kiện với nhà nguyện Calvary Chapel và phòng tập thể dục California Rip Fitness với số tiền phạt lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, Hạt Santa Clara vẫn tiến hành các biện pháp về pháp lý với nhiều doanh nghiệp nhỏ như cơ sở đấm bóp, quán cà phê, tiệm cắt tóc, trung tâm đóng gửi hàng hóa, quán ăn nhậu thịt nướng vì họ đã lờ hoặc từ chối đóng tiền phạt cho những vi phạm y tế như phải mang khăn che mặt bên trong nhà và cách ly trong thời gian lệnh được ban hành. Trong thời gian qua, quận Hạt đã phải chi số tiền lên đến 5.000 Mỹ Kim để cung cấp các khẩu trang hoặc hệ thống lọc không khí cho các doanh nghiệp nhỏ trong quận Hạt. Cư dân cần luôn cảnh giác, tránh những vụ lừa đảo đòi quý vị phải trả tiền để được giúp điền đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà khẩn cấp vì COVID-19. Nhiều cơ quan trong hạt Santa Clara như chương trình Housing is Key có những dịch vụ giúp tìm chỗ ở và tiền thuê nhà cho cư dân trong quận hạt. Những dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Họ sẽ không thu tiền hoặc đòi quý vị phải trả tiền túi để giữ tên trong danh sách chờ của chương trình giúp đỡ tiền thuê nhà hay để được giúp nhận tiền thuê nhà nhanh hơn. Họ sẽ không hoặc gọi quý vị để yêu cầu trả tiền qua điện thoại hoặc hỏi số an sinh xã hội của quý vị. Nếu quý vị nghi ngờ có sự lừa đảo, quý vị có thể yêu cầu người liên lạc với quý vị xuất trình bản tên, nhận diện chính thức có hình, tên và con dấu của cơ quan. Quý vị có thể vào trang housing.ca.gov hoặc sccrenthelp.org để xác định xem có phải người đó thuộc một chương trình giúp đỡ tiền thuê nhà cho cư dân hạt Santa Clara hay không. Yêu cầu họ gửi cho quý vị bằng chứng về các thông tin của họ qua văn bản để quý vị có thể tìm hiểu về cơ quan này qua mạng trước khi làm việc với họ. Nếu quý vị vẫn còn lo lắng, hãy gọi hạt Santa Clara qua số 408-808-7770 hoặc vào trang mạng sccrenthelp.org để xác nhận mạng lưới các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà. Khi nghi ngờ một người có hành vi lừa đảo hoặc phạm tội, hãy gọi văn phòng biện lý hạt Santa Clara, đơn vị bảo vệ người tiêu dùng tại số 408-792-2880 hoặc gọi 911 để báo về một vụ phạm tội đang diễn ra hoặc nếu quý vị cảm thấy có rủi ro bị hãm hại. Mùa hè sắp đến, cùng với nạn cháy rừng trong mùa khô nóng ở California, Sở Cứu hỏa hạt Santa Clara sẽ tổ chức các buổi hội thảo qua mạng vào buổi tối trong tháng 4 và tháng 5 để giúp cư dân kịp thời chuẩn bị ứng phó trong trường hợp có cháy rừng trong khu vực cư ngụ. Hãy gọi số 408-378-4010, 408-378-4010 hoặc vào trang sccfdeventbrite.com để ghi danh vào các buổi hội thảo và biết về bảo hiểm nhà cửa, di tản an toàn với Zone Haven và sửa sang lại các khu vực dễ bén lửa quanh nhà để tăng việc chống cháy. Các buổi radio talk show này sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai trên làn sóng 1430 AM từ 5 đến 6 giờ chiều. Kính thưa quý vị, nếu muốn nhận được những thông tin mới nhất từ quận Hạt, vui lòng vào trang mạng sccgov.org/cv19-Việt. Chúng tôi luôn cung cấp những thông tin hữu ích về những chương trình trợ giúp của quận Hạt trên radio và trang Facebook của Sở Y tế Hạt Santa Clara bằng tiếng Việt, cũng như tại những chương trình của Net Việt, Việt Today, Việt TV, Cali Today và trên các làn sóng của Lido Sài Gòn Radio, Bay Area Voice đến với quý vị hàng tuần.
chúng tôi sẽ có những buổi hội thảo trực tiếp mỗi tuần để cập nhật những tin tức mới nhất từ quận hạt, cùng với những hướng dẫn an toàn trong mùa COVID. Hãy đón nghe với Radio Vì Dân lúc 1 giờ 30 trưa mỗi thứ hai trên làn sóng 1430 AM, tiếng mõ Bắc Cali 1430 AM vào lúc 7 giờ 45 sáng thứ tư mỗi tuần. Live talk show với Thanh Sơn Hot News 1500 AM vào lúc 1 giờ 30 chiều mỗi thứ sáu hàng tuần, cùng với hướng dẫn cách thức an toàn mùa COVID với Dân Sinh Media của Phạm Phú Nam vào lúc 9 giờ sáng và 9 giờ tối thứ bảy mỗi tuần. Thế Hiển, Kim Khánh và Như Hạnh xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi hôm nay. Mến chúc quý thính giả khắp nơi được an lành và nhiều sức khỏe.